cảnh ngoài ngoài trời. Và chúng tôi đang làm một cái cảnh tiếp theo, đó là trong nội của ngôi nhà. Xin chào, hiện tại bối cảnh nó tối mất rồi. Trời ơi, rất nhiều bối cảnh ở ngày đã chuyển sang đêm rồi. Và không sao cả, nhưng mà vẫn vui nhá. Nhưng mà hy vọng mọi người sẽ đón nhận phim này. Cơm này cơm quay phim. Cơm đậu cũ, không dám ăn. Đâm tôi có sợ là ăn bị đau bụng, còn cái bánh thì là sẽ ổn hơn. Dạ vâng, chúng ta đang ở trước cửa của Liberty. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các phim tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.